lên mấy cái đồ này. Khách quen ở đây quán này rất là đông, từ những năm 1950 hay có thể là sau giải phóng giờ các bạn. Đây là ngã tư Đèn Đỏ, Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Thị Minh Khai. Chúng ta đang đứng trên đường Mạc Đĩnh Chi tại số 25 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Cao, quận Nhất. Đây là quán phở Cao Văn nổi tiếng, có từ lâu đời tại Sài Gòn, từ những năm 1950 đến bây giờ vẫn giữ phong cách nấu phở bằng lửa than củi nha các bạn. Than củi của quán phở Cao Văn nổi tiếng. Cô hai đầu bếp đang nấu phở cho khách. Cô bé phụ để múc phở cho khách. Ở quán Cao Văn thì có giá từ 46.000 đến 56.000 và 66.000 tùy theo cái thành phần khách gọi. Đồ đạc ở quán rất sạch sẽ, hay gia vị này, ớt và chanh nè, rau nè, đủ loại, rau quế, cả những cái loại rau của món phở và cả giá nè. Đây là bằng cảnh tô phở sắp sẵn, gồm có bò viên, bò tái nè, gân, rau. Tươi tại quán phở Cao Văn các bạn, nhìn rất là ngon, nguyên chất và được cô hai và ông bà chủ phụ lựa chọn từ những nguồn thực phẩm mà tin tưởng nhất. Đây là gân, bò viên, bò tái tươi là sẽ là nạm và gân, nạm và gầu. Ngoài cái cách nấu là bằng than củi ở quán phở Cao Văn thì những cái nguyên liệu của ông bà cô chủ quán lấy rất là tươi, rất là ngon, nên là được rất là nhiều người Sài Gòn biết đến. Và quán phở là rất thành công từ năm 1950 đến bây giờ, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng mà ông bà chủ vẫn bán phở tại đường Mạc Đĩnh Chi này và được rất là nhiều du khách và những người con Việt Nam ở nước ngoài về đều ghé quán. Quán phở Cao Văn có từ năm 1950 tới giờ và ông bà chủ đã ngoài 90 tuổi rồi các bạn, và con cái đang ở rất là xa trên nước ngoài, nhưng mà quán vẫn giữ cái phong cách cũ là nấu phở bằng than củi cho ngon. Đây là cái lò than củi của quán phở Cao Văn và vẫn giữ nguyên cái nét từ ngày xưa tới bây giờ. Đây là những tô phở thập cẩm, còn có gân, gầu, thịt bò tươi. Nhìn thấy đẹp quý, đẹp mà hơi quay hoài vậy. Bình thường Sài Gòn đi cỡ đó là xấu chứ đẹp gì. Đây là cái nồi phở bằng than củi của quán phở Cao Văn đây các bạn. Đây cô hai đầu bếp đang trùng phở tươi. Phở ở đây chỉ có giá từ 46.000 tới 56.000 các bạn. Quán phở Cao Văn hoàn toàn nấu phở bằng lửa than nha các bạn. Vừa làm luôn cái kiếp này không có người
đầu bếp sẽ bỏ tất cả những cái nguyên liệu vào trong tô, và người phụ sẽ thay bà Hai múc nước lèo, nước nhân vào trong cái tô cho khách. Đây chúng ta có thể thấy cận cảnh phở. Đây cận cảnh tô phở Cầu Vân được bán từ năm 1950 tới giờ. Chúng ta nằm chân có thể thêm tương ớt hoặc là ớt hoặc là tương đen và trộn đều. Nếu mà thích ăn giá chúng ta sẽ cho thêm chút giá và những cái rau cần thiết vào trong cái tô phở, rất là ngon, rất là nhiều thịt nha các bạn. Đây là những cái gia vị tại quán phở Cao Văn. Bà Hai, đầu bếp đang làm cái chén bò diêm cho khách. Đây các bạn sẽ thấy tận mắt những cái thịt bò, những cái gia vị được để sẵn ở trên bếp. Khách đang gọi phở tại quán phở lâu đời nhất tại Sài Gòn, phở Cao Văn của ông bà lão đã 90 tuổi rồi. Đây ta là cận cảnh nêm gia vị và bỏ rau của những thực khách tại quán phở Cao Văn. Đây khách quen của quán phở Cao Văn, với quán phở Cao Văn ăn phở. Đây là một phần phở khách mua mang về, được nhân viên của quán đang gói và khách mang về các bạn. Cô Hai đầu bếp đang bỏ lầu và nạm vào trong tô phở, và cọng phở được có được tiền không? Trụng chín, sau đó sẽ là bỏ tươi và hành và rau được không? Từ năm 1950 là quán phở Cao Văn tại địa chỉ 25 Mạc Đình Chi, quận Nhất nha các bạn. Đây là quán phở Cao Văn lấy công làm lời, nổi tiếng lâu đời tại đất Sài Gòn. Chúng ta ghé quán phở Cao Văn lâu đời tại Sài Gòn của ông chủ, bà chủ đã ngoài 90 tuổi rồi. Đây là toàn cảnh quán phở Cao Văn, rất là nổi tiếng tại đất Sài Gòn. Đây là toàn cảnh không gian.
cận cảnh bà hai đầu bếp đang trụng phở và làm tô phở thập cẩm cho khách. Phở ở đây được nấu bằng than củi nha các bạn. Là nội cái lò than củi của quán phở Châu Văn. Bà hai đang bỏ những cái thành phần cần thiết của món phở vào tô. Và cô nhân viên của quán sẽ múc nước lèo, nước nhân vào tô phở cho khách. Đây là những cái miếng thịt của quán phở Cao Văn. Ở đây thì có hai loại là phở bò và phở gà thôi các bạn. Phở bò thì kèm theo gân gầu hoặc là bò viên, có thể ăn tái hoặc là chín. Khách gọi tô phở tái bò viên và thập cẩm. Thập cẩm thì giá bao nhiêu tiền con? Biết hỏi cơ quan. Bình thường là 46 ngàn. Bình thường là 46 ngàn và đặc biệt là 66 ngàn. Một chén tái bò viên như vậy là bao nhiêu tiền em? Dạ 40 ngàn. Đây là bà chủ quán phở Cao Văn. Cũng đã lớn tuổi rồi, nặng tay. Hay là những cái thông tin về quán thì mình đã tham khảo ở trên các cái tờ báo chính thống của nhà nước mình, và cả hỏi những cái cô phục vụ rất là lâu năm tại quán rồi. Bà hai làm với lại ông bà Phồn lâu chưa bà hai? Mấy năm. Bao nhiêu năm ạ? 56 năm rồi. Dạ. Quán mình bán từ mấy giờ bà hai hả? 5 giờ rưỡi, 9 giờ đêm. Từ 5 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ đêm ạ. À. Giá của mình là từ 40 ngàn tới 66 ngàn phải không bà hai? 46. 46 ngàn cho tới... 46, 56. Bà 66. 55, 55. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn bà. Bà hai đang trộn phở cho khách. Khách gọi mà đây là phở gì đây bà hai? Phở thập cẩm ạ. À. Một tô phở thập cẩm đây là bao nhiêu tiền à, bà hai? Đồng hành. Là 46 ạ. À. Cái nào đồng hành thập cẩm có bào viên, bào tái và cả bò và gân nữa các bạn.